Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ăn Ngủ Bóng Đá. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã có một màn trình diễn bóng đá trên sân 90 phút như một tập phim quá hay và quá tuyệt vời. Hà Đức Chinh và Quang Hải đã xông phá, cố gắng hết mình nhưng dường như may mắn không đến với Việt Nam chúng ta. Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cách đây ít phút đã viết một tâm thư gửi người hâm mộ tới bóng đá Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup năm 2020 trước Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bất lực trước đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Mặc dù thi đấu năm lượt nhưng toàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể và chính thức trở thành cựu vô địch Đông Nam Á, thất bại chung cuộc 0-2 đối với Voi Chiến trước đội tuyển Thái Lan. Tối ngày hôm qua, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ không thể tiếc nuối với những pha gây cấn của Quang Hải. Đó là trận đấu mà cột sà ngang Quang Hải đã đột phá rất nhiều lần nhưng khó thành vào công thành của đối phương. Thưa quý vị và các bạn, Hà Đức Chinh, Công Phượng và Hồ Tấn Tài đã có những pha cố gắng hết mình để mở tỷ số trước đội tuyển Thái Lan nhưng dường như may mắn đã không đến với chúng ta trong buổi tối ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính thức đội tuyển Việt Nam dừng bước ở AFF Cup 2020, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã viết một tâm thư trên trang Facebook cá nhân. Cách đây một ít phút, anh nói rằng: lần đầu tiên, Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ. Pha trượt chân của Duy ở lượt đi khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết. Duy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả thể đội hôm qua đã có trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ và người nước ngoài đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt trong thời gian qua. Chuẩn bị bước sang năm mới, Duy chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an, Hồng Duy viết. Thưa quý vị và các bạn, tâm thư của Hồng Duy thu hút tới 59.000 lượt thích và hơn 4.200 lượt bình luận. Trong đó, hầu hết người hâm mộ đều gửi lời động viên tới Hồng Duy: hãy xem cú trượt chân chỉ là tai nạn và tập trung thi đấu tốt trong màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Trong một bình luận của Hồng Duy, có một khán giả đã viết một lời bình luận rằng: các chiến binh sao vàng tối ngày hôm qua đã chơi khá là tuyệt vời, khá hay. Chúng tôi mong rằng các chiến binh sao vàng sẽ còn cố gắng cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam vào các trận đấu sắp tới, nhất là sắp tới có SEA Games sẽ gặp đội tuyển Thái Lan. Chúng ta sẽ đột phá với mức là 5-0. Thưa quý vị và các bạn, các chiến binh sao vàng của chúng ta tối ngày hôm qua đã đá hết mình, đá rất tuyệt vời tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như là toàn thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo ngay bên cạnh để ủng hộ cho Ăn Ngủ Bóng Đá. Thay mặt những người làm chương trình, chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.